Đấy, một chiếc xe đẹp nữa để phục vụ các bác đây. Đấy, chiếc xe một chủ từ đầu luôn các bác nhá. Quay các bác xem qua phần khoang máy này, các bác nhìn này, da máy của xe này đấy, những con bù lông, những con eco, những con vít này vẫn còn vàng ươm luôn, các bác thấy đây vẫn còn vàng ươm luôn các bạn. Da máy còn đẹp như này luôn này. Chiếc xe máy 2.0, máy dọc cầu sau các bác nhá. Đấy, máy rất đẹp luôn, máy cực chất luôn, và động cơ của xe và hộp số của xe là vẫn còn zin nguyên bản nhé các bác nhá. Vẫn còn zin và vẫn còn nguyên bản luôn. Đấy, các bác có thể ngắm qua cái động cơ của chiếc xe. Chiếc xe mang tên là Mitsubishi Jolly, sản xuất năm 2004. Máy của xe là máy 2.0, số sàn, đăng ký là 8 chỗ ngồi. Xe một chủ từ đầu biển Hà Nội, với lớp sơn màu xanh rất là đẹp mắt, và sơn zin còn tương đối là nhiều. Đây các bác nhá, một chiếc xe rất là đẹp mà được bên em tuyển chọn về. Các bác thấy thì bên em luôn luôn có những chiếc xe mà thậm chí những cửa hàng khác là không có, đúng không ạ? Đang nói là về chất lượng nhá, chứ còn thì những cái dòng này thì trên thị trường rất là nhiều, đúng không ạ? Quan trọng là cái chất lượng, đúng không bác? Đấy. Và với giá tiền của chiếc xe này thì em sẽ bán ở cái mức độ đấy, thường thường đấy, thường thường những chiếc xe đẹp như này nhá các bác nhá, đấy, em sẽ bán với cái tầm khoảng trên dưới 170 một chiếc đấy. Nhưng mà cái chiếc xe này thì giá nó sẽ yêu hơn, vì em cũng nhập được cái giá nó gọi là yêu hơn. Thì các bác nhà mình cứ alo nhá để có một cái giá tốt, một cái giá ưu đãi, một cái giá hợp lý. Đấy, nội thất bên trong của chiếc xe đấy ạ, nội thất cũng vậy, rất là đẹp. Chiếc này bản đủ tất cả các bác nhá, bản đủ đấy ạ. Trần này, trần của xe vẫn còn rất là sáng hơn này. Xe cũ đời 2004 mà còn được như này thì cũng không phải có nhiều đâu ạ, cũng không có nhiều ở trên thị trường đâu các bác nhá. Các bác mà tìm mua những dòng xe ô tô cũ, ví dụ các bác mà đang tìm những chiếc xe Jolly thì các bác có thể là mình tham khảo một vài nơi, một số những cái nơi khác mà người ta đang trưng bày bán, và các bác hãy so sánh nhá, hãy so sánh với lại chiếc xe này của bên em. Đấy, đây hàng ghế cuối cùng đây này, hàng ghế cuối cùng của chiếc xe đây. Hàng ghế này rất là rộng luôn, các bác ngồi được 4 người luôn, 4 người luôn nhá. Một chiếc xe đại chất. Bên em tuy rằng là bán những cái mẫu xe đời thấp, đấy, bán những mẫu xe ít tiền, nhưng mà toàn tuyển chọn những chiếc xe đẹp nhập về thôi. Rõ ràng là rẻ, nhưng bên em cũng không tham rẻ mà mua đâu ạ. Cái gì cái ô tô thì bao giờ nó cũng sẽ phải là cần những cái tiêu chuẩn của nó, đúng không ạ? Chứ bây giờ mua một số những cái mẫu xe kém kém một chút về, cứ vừa đi vừa sửa thì các bác đôi khi là mình cũng không thích, đúng không ạ? Em bán dòng xe này rất là nhiều, và bán những dòng xe đẹp rất là nhiều. Đấy, thấy các bác nhà mình tìm mua những dòng xe đẹp rất là nhiều, cho nên là em quyết định là chỉ mua những mẫu xe đẹp thôi. Đấy, tuy rằng là giá cả nó có thể nó cao hơn so với thị trường, đấy, nhưng mà vẫn cứ thích mua. Đấy, vì mua những mẫu xe đẹp như này thì bán nó được yên tâm, rồi bán cho khách hàng cũng yên tâm, và mình để mình chưa bán được thì nó cũng yên tâm, đúng không ạ? Bây giờ em có thể là nổ máy lên cho các bác mình nghe qua tiếng máy nhá, tiện cabo đang mở này. Các bác hãy xem hết video nhá. Máy nổ rồi đấy ạ. Máy nổ như máy mới luôn, êm zoom, impact luôn. Đầu tiên nó sẽ nổ to một chút và nó sẽ giảm dần đi. Giàn lốp rơi, la răng của xe là cũng chưa bị xước xát gì luôn các bác nhá. Máy nổ rồi đấy ạ. Riêng về máy chiếc xe này là các bác mình không bàn nhá, không bàn về máy nhá. Xe chất này là không bàn về máy, máy của máy của xe nó vẫn còn zin, của máy của xe nó vẫn còn zin luôn, chỉ số của máy vẫn còn zin luôn thì các bác nhá. Đây, máy đang nổ rồi và nó đang nổ to một chút, sẽ nổ nhỏ đi trong vòng vài giây. Đấy, bây giờ thì mời các bác xem đến vị trí khác đi. Em quay các bác xem phần vỏ bên ngoài của xe đi, vỏ bên ngoài nhá. Đây, mời các bác xem phần vỏ bên ngoài của xe trước này. Đấy. Thân vỏ căng đét luôn. Thân vỏ của xe
cam kết cho bác luôn, không bị đâm xô, không bị va chạm, không gây tai nạn nhé, không móc méo. Bên em cũng đã cho kiểm tra kỹ về mẫu xe này rồi. Xe thị trường rất là nhiều, cho nên là bên em cứ tuyển chọn những mẫu xe đẹp, những xe không có lỗi, mẫu xe cứng, mẫu xe chất về các bác. Từ đèn trước cho đến đèn sau xe rất là sáng luôn này, các bạn thấy rất là sáng luôn. Tem này vẫn là tem zin nhá, và chỗ này là sơn zin này. Đấy, sơn zin của xe còn cực nhiều luôn, đấy, bóng lọng luôn này, đấy, bóng không. Được rồi, em có một chiếc xe cũng đẹp tầm ngang ngang với chiếc xe này. Em bán cho một anh ở trên bên Hà Nam 180 triệu luôn cho chiếc xe này. Nhưng mà chiếc này thì em mua được hợp lý hơn, cho nên là sẽ để các bác mình giá hợp lý một chút nhá. Giá tình yêu luôn đấy ạ. Chiếc xe đang thiết kế một quả lốp đằng sau, treo phía sau như này. Dàn lốp của xe là tương đối là dày, tương đối là dày luôn đấy ạ. Tiếp xem mở cốp đằng sau ra, một quay các bác xem nhé. Tất cả tem mác của xe đầy đủ hết, cái logo, cái biểu tượng cũng đầy đủ hết nhá. Và do ly thì hiện tại bên em còn một chiếc xe cũng giống đúng như này, giá chưa tới 100 triệu, cũng máy phun xăng điện tử rồi, chưa tới 100 triệu nhá. Bác nào quan tâm đến mẫu đó thì các bác kết nối Zalo nhá, máy phun xăng điện tử màu vàng. Thích rẻ có rẻ cho các bác nhà mình luôn. Chiếc đó là em cũng đổi được cho một anh, anh đi đổi chiếc xe Tucson của bên em. Đấy, cho nên là em có được cái chiếc xe đó nhá. Đấy, biển số rất đẹp này, 33M0035, rất đẹp. Em đang quay cái vị trí bên ngoài của chiếc xe, các bác nhà mình cùng em đi chi tiết nhé. Quay gần, quay sát, quay đầy đủ để các bác ngắm luôn. Là tem zin đấy ạ, tem này tem zin nhá. Sơn vị trí này là vẫn còn zin này. Cần vỏ các bác gõ lúc nào cứ như này luôn này. Đấy. Lốp này, lốp na răng, na răng đúc nguyên bản theo xe. Na răng này còn chưa một giọt sơn nào nhá, chưa một giọt sơn ta nào. Kính dán phim rồi, có vẻ mưa cứ đầy đủ luôn. Sơn xi mượt mà sạch sẽ. Phía trên được sơn màu xanh và dưới thì được sơn màu trắng. Đăng kiểm xe đến tháng 1. Tất cả kính của xe vẫn là kính zin. Máy thì em vẫn đang để nổ nhá. Bây giờ mời các bác nghe tiếng máy này. Máy đây. Rồi em xịt luôn. Rồi em sẽ tắt máy đi nhá, máy đi cho nó tôm xăng. Xe trang bị có đầu đài âm thanh, đầu DVD, đầu CD, đầu CD các bác nhá. Và em quay các bác xem phần đầu, khu vực đầu của chiếc xe này, với một cặp đèn pha, với cặp đèn hậu của xe nó vẫn là đèn zin và nó còn được sáng, được trong vắt như này luôn. Các bác thấy đây. Một cái nước sơn được rất là nhiều người quan tâm. Với cái màu xanh lá cây, màu xanh đậm. Đây, cặp đèn pha xe này. Đèn pha xịn đấy nhá con nhá, chứ không phải là đèn pha thay đâu. Và em cũng đã quay xong cái phần bên ngoài nhé. Bây giờ em mời các bác xem phần bên trong của chiếc xe. Các bác xem video thấy chiếc xe này đẹp và thấy video hay, các bác ấn nhấn like nhé, nhấn like. Và mình có thể là mình chia sẻ hộ em. Đấy, ấn nút chia sẻ ủng hộ. Và để mà theo dõi những video khác của bên em thì các bác hãy đăng ký kênh, đăng ký kênh, bấm thông báo chuông được theo dõi nhé. Trong Facebook thì các bác cứ ấn nút theo dõi được rồi. Nếu mà mình cần thiết thì ấn thêm nút like nữa để nhận được thông báo. Một chiếc xe được thiết kế 8 chỗ ngồi, nội thất rất là rộng rãi,
ngồi được hẳn 8 người luôn và vẫn có thể là chở được hàng. Bây giờ thì em bắt đầu quay đến cái phần khu vực bên trong, khu vực nội thất của xe, thì các bác nhà mình cùng ngắm nhá. Đây, quá đẹp, trông một chiếc xe Jolly luôn. Những phần gioăng, phần trí của xe đây, phần mép cửa này rất là đẹp này. Bốn kính điện nguyên bản theo xe, tắp nô tắp ni của xe, đồ nhựa ở xe không bị xước sát gì. Tem mát của xe vẫn đầy đủ luôn. Đây, ghế da đẹp, không xước sát gì, không bị sứt mẻ gì. Đây, vô lăng các bác nhá, đây, các bác nhìn này, đây, vô lăng nó đẹp như này luôn này. Vô lăng mà nó đẹp như này thì chắc chắn được rằng là xe sẽ chạy ít rồi. Đấy, vô lăng nguyên bản, nó không bị mòn luôn. Các bác thấy này, rất là đẹp nhá. Táp lô, táp ly của xe đây. Điều hòa hai dàn mát rượi và có cả chế độ nóng luôn. Đấy, âm thanh hay, âm thanh thì không có hình nhưng mà âm thanh thì rất là hay. Riêng cái đầu CD bao giờ nghe cũng hay hơn đầu DVD đúng không ạ? Đây, tỉ tay hộp đồ này. Các bác về mình nắp thêm màn hình nhá. Nắp thêm màn hình thì cũng chỉ mất trên dưới 1 triệu thôi. Màn hình Android thì tầm khoảng hơn 3 triệu nhưng mà màn hình thường thì cũng chỉ tầm trên dưới 1 triệu thôi các bác nhá. Đây các bác xem này. Đang quay lốt cái phần nội thất bên trong. Các bác đợi em tầm khoảng 5 phút nữa thôi, em sẽ quay xong rồi. Các bác đừng vội rời khỏi màn hình nhá. Hãy theo dõi hết video. Thấy chiếc xe này mà ok thì các bác có thể là mình mua về sử dụng gia đình và có thể là mình giới thiệu cho bạn bè nhá. Đấy, bạn bè, anh em, bạn bè rồi cô dì chú bác để nhiều người biết đến hơn. Mình có thể là chia sẻ lên trang cá nhân. Như vậy cũng là một cách để giúp cho nhiều người biết đến những mẫu xe cũ của bên em. Nội thất xe rộng rãi, rất là rộng. Đăng ký 8 chỗ nhưng mà các bác có thể là ngồi trên 10 người luôn cũng được. Với hàng ghế sau rất là rộng rãi, vừa em cũng quay rồi đúng không ạ, quay sơ rồi. Hàng ghế này mình có thể là tháo ra nhá, có thể để nguyên và có thể tháo ra để ngồi trên và hàng thì để ở dưới được này. Ghế thì có thể gập lại nhá, có thể nâng lên, có thể gập xuống, có thể tháo hẳn ra, rất là đơn giản luôn. Đấy, trần của xe này, trần thì nguyên và nó còn được sáng bóng như này luôn. Hai dàn nguyên bản nhá, hai dàn điều hòa nguyên bản, hai dàn điều hòa độc lập đấy ạ, nguyên bản luôn chứ không phải là chế độ gì đâu, vì đây là một chiếc xe bản đủ mà. Đấy, cốp mở ra rất là rộng. Keo chỉ không mất phân nào nhá. Các bác cùng xem thêm một trong những cái vị trí khác của chiếc xe. Đây, những cái ốc chân ghế của xe nó không bị han gì luôn này. Một cánh cuối cùng. Đây, khu vực người ngồi lái, người ngồi phụ. Sàn bọc da. Ở dưới thì vẫn là nỉ các bác nhá. Đây, phần táp lô, táp ni của xe đây, không xước sát gì đúng không ạ? Xe trang bị có khóa khiển cửa nhá. Đăng kiểm tháng 1 năm 2021. Về xe thì em cũng giới thiệu phần máy, phần vỏ bên ngoài, rồi phần nội thất bên trong. Một phần tiếp theo là cái phần gầm của xe nhé. Gầm của xe này, gầm cũng rất là quan trọng luôn. Các bác có thể nhìn thấy là xe đã có bị han mục mọt gì không đúng không ạ? Không han mục mọt gì nhá. Tiếp theo đây ạ. Đấy. Xe trang bị là được chạy cầu sau, máy dọc cầu sau. Đấy, rất là khỏe.
Đây gầm tiếp theo chưa? Như vậy thì cũng đã quay giới thiệu các bác nhà mình đầy đủ về chiếc xe này. Các bác quan tâm, đang thích, đang có nhu cầu mua mẫu này về sử dụng gia đình nhà mình rồi, mua về phục vụ đợt cuối năm này rồi, có thể là chạy về chờ hàng này, chờ người, rồi một số những thiết yếu khác. Đấy, các bác nhà mình quan tâm hãy alo nhé, theo hai số cho bên em là số 093 858 6307 này, và các bác mình ưu tiên gọi theo số 0389 000 555 nhé. Tại vì là cái số 0389 à, cái số 093 558 6307 thì nó nhiều người gọi đến quá, cho nên là nghe không kịp, thì các bác hãy san bớt sang cho em là số 0389 000 555 nhé. Và các bác kết nối Zalo để được xem thêm và được biết thêm. Đấy, muốn biết thêm gì thì các bác kết nối Zalo cho bên em và gọi điện trực tiếp để được tư vấn về xe cũng như là thủ tục mua bán rồi vận chuyển. Bên em có hỗ trợ vận chuyển tận nhà cho các bác, chỉ cần là các bác trả tiền xăng bên em thôi thì bên em có thể là đánh xe tận nhà cho các bác nhà mình nhé, rất là đơn giản. Và các bác ở trong miền Nam mà yêu thích chiếc xe nào của bên em thì có thể là chuyển cọc, một ít tiền, xong đó nhận xe rồi gửi lốt, nhận xe nhận giấy tờ rồi gửi lốt nhá. Bãi xe bên em đây rất nhiều xe luôn ạ, khách hàng lúc nào cũng tấp nập, ngày nào bán vài xe hoặc ngày nào cũng nhập vài xe về. Đấy, vâng, ok, thì video này em đã giới thiệu xong, các bác nhớ ủng hộ em và hãy đến xem xe bên em nhé. Vâng, ok, em cảm ơn các bác nhé.